Thưa quý vị, Tuyên Quang là tỉnh phía Bắc của Việt Nam với nhiều tiềm năng thế mạnh để thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Với thế mạnh là các mặt hàng nông lâm sản và du lịch, Tuyên Quang đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Chuyến khảo sát của Hiệp hội ẩm thực Nhật Bản Việt Nam, công ty Lang Biang Đà Lạt cùng nhiều nhà đầu tư nước ngoài tại vùng cam sành của huyện Hàm Yên mới đây. Sản phẩm cam của Hàm Yên hiện chủ yếu là tiêu thụ tươi, chưa qua chế biến sâu và phục vụ thị trường bán lẻ trong nước. Với lợi thế về chất lượng và sản lượng, cam sành Hàm Yên đang được nhiều đơn vị quan tâm và hợp tác trong tương lai. Xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm ra thị trường và chúng tôi cũng đã có nhận được những sự đón nhận từ khách hàng ở tại Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn và những thị trường khác trên toàn quốc. Thì hiện nay chúng tôi đang đưa vào các kênh cửa hàng thực phẩm sạch và một số siêu thị nhỏ và thông qua những nhà phân phối để tiếp cận đến những khách hàng. Thì đối với cam Sơn Nữ thì chúng tôi cũng mong muốn rằng chúng tôi trước hết là chúng tôi sẽ giải quyết cái việc tươi, việc cam tươi trước, tự vì hiện tại bây giờ thì nó quá nhiều. Đặc biệt là sau ảnh hưởng Covid thì cái lượng cam bán ra không được, cho nên chúng tôi cũng sẽ thực hiện ngay cái chiến lược để bán được cái cam tươi. Và song song việc đó chúng tôi sẽ nghiên cứu và đầu tư vào việc làm ra bột cam, viên nén cam và chiết xuất tinh dầu cam. Thì có như vậy thì chúng ta mới giải quyết được cái sản lượng tại đây. Hiện tại thì chúng tôi đã phân phối sản phẩm toàn quốc trong các hệ thống siêu thị và các cửa hàng organic và các nhà hàng. Vì thế tôi nghĩ rằng cái cam này hiện tại thì chúng tôi cũng chưa phân phối cho một cái sản phẩm nào hết. Và tôi nghĩ đó cũng là một cái cơ hội lớn cho cam sành tại Tuyên Quang. Tuyên Quang hiện có tiềm năng và lợi thế lớn trong sản xuất và chế biến các mặt hàng nông sản như cam, bưởi, miến dong. Các chuyên gia đánh giá nếu làm tốt công tác đầu vào, chuỗi nông sản của tỉnh này hoàn toàn tham gia vào khâu chế biến sâu và tiến tới xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần có sự vào cuộc từ nhiều phía, trong đó chính sách thu hút của địa phương là một trong những điều kiện quan trọng. We are not looking at the big project. We are focused on the people because if we have a big project, you know, too many things going on. Too many people are involved, but I want to have one good manufacturer, one good farmer, and then we work together. And then I try to get the invest from Japan and some other places. We invest 60% or plus, and then the other 40% or less, I get other people to involve. Tạo điều kiện, mọi điều kiện về cái, đặc biệt là về cái đất đai trong cái lĩnh vực đầu tư. Các cái cơ chế đầu tư của tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi sẽ thực hiện tốt các cái chính sách, các cái cơ chế đầu tư của tỉnh Tuyên Quang trong vấn đề thu hút các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn vào để đầu tư các lĩnh vực ở trên địa bàn huyện Hàm Yên, đặc biệt lĩnh vực chế biến nông lâm sản. Bên cạnh thế mạnh về nông lâm sản, Tuyên Quang hiện cũng là điểm đến hấp dẫn du khách với hồ thủy điện Na Hàng, Lâm Bình, nhiều danh lam thắng cảnh. Đây cũng là tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong việc khai thác các sản phẩm du lịch bản địa.